Xin chào quý vị nha. Nay em sẽ quay qua quy trình tủ thờ phân ra những khúc và những ngăn nhé. Tủ này tháo ra cái gì? Và chia ra mỗi nơi mỗi khúc như vậy. Đây là mặt trên nắp. Bông vân rất là đẹp. Còn bên dưới này là chân. Chân này là cũng rời ra một cục luôn nha quý vị. Hàng cứ yên tâm đeo lên lầu mấy bên em có thể mang hết luôn, lên hết luôn quý vị, không phải lo là không đưa lên lầu được nhé quý vị. Quý vị khách hàng có thắc mắc thì hoặc là muốn tư vấn điều gì chưa hiểu thêm về tủ thờ lắp ráp, xin liên hệ với đồ hồ Ung Thịnh Phát để được bên em tư vấn giá cả cụ thể hơn. Đây là những sản phẩm và những ngăn tủ bên em đã ráp và quay trực tiếp mặt trước mặt sau 100% là gỗ cẩm lai, được lửa gỗ vân rất là VIP nha quý vị. Nếu như quý vị khách hàng xem được video này, xin hãy đăng ký và ủng hộ kênh cho đồ gỗ Thịnh Phát. Rất mong được sự hợp tác và góp ý của quý vị khách hàng. Quý vị khách hàng có thể truy cập vào trang web đồ gỗ thịnh phát.com, nội thất gỗ cẩm lai .com và em sẽ để thông tin trên màn hình video. Rất mong được sự ủng hộ và đóng góp ý của quý vị khách hàng cùng anh chị em và các bạn. Đến đây em xin chúc quý vị khách hàng luôn luôn mạnh khỏe, làm ăn phát tài phát lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.